Kính thưa quý vị, công ty sản xuất mặt nạ bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội Carnival ở Rio de Janeiro, tin từ Brazil. Trong không khí nhộn nhịp trước thềm khai mạc của lễ hội Carnival Rio de Janeiro, một công ty sản xuất mặt nạ hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị để tung ra các sản phẩm đặc biệt dành cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Công ty nói trên là một xí nghiệp chuyên sản xuất các loại mặt nạ cho người nổi tiếng tại Brazil và quốc tế, chủ yếu được dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng. Mặc dù các thị hiếu thời trang thường thay đổi theo thời gian, tuy nhiên, một số mặt nạ của các nhân vật nổi tiếng vẫn luôn nhận được sự yêu thích từ phía khách hàng. Theo chủ sở hữu của công ty là bà Olga Vales cho biết, các nhân viên của bà hiện đang tiến hành sản xuất những chiếc mặt nạ về Mensalão, vụ xét xử tham nhũng chính phủ lớn nhất tại Brazil diễn ra từ 2 năm trước. Bên cạnh đó, công ty này cũng đang sản xuất một số mặt nạ được nhiều người yêu thích. Nổi bật trong số đó là mặt nạ của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và cố nhạc sĩ John Lennon. Công ty nói trên đã được chồng của bà Wallace thành lập từ 55 năm trước. Sau khi ông này qua đời vào năm 1994, quyền điều hành của công ty đã được trao lại cho bà Wallace và hai người con trai. Trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội Carnival, Wallace và 25 nhân viên của công ty có thể bán được hơn 300.000 chiếc mặt nạ và trang phục hóa trang. Lễ hội Carnival của Rio de Janeiro sẽ được khai mạc chính thức vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Sự kiện chính của lễ hội này sẽ là chương trình diễn hành tại sân vận động Sandrom, nơi mà hàng chục trường Samba cùng tham gia tranh tài để giành lấy vương miện vô địch. Bên cạnh đó, hàng trăm các sự kiện lớn nhỏ khác cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Rio trong thời gian diễn ra lễ hội nói trên.